1 3 Và anh coi bọn tôi như một trò đùa à? Anh xin lỗi. Cái gì ông cũng hơn. Thế có phải là ông sẽ lo được cho em Thủy tương lai tốt đẹp hơn không? Ra là bảo vệ gái làng, thậm chí danh dự cho cả cái làng này rồi. Trăng lên đỉnh núi, trăng mờ. Ngọc cho anh hỏi là mấy giờ ăn cơm. Không được. Tán gái người ta ngại nhất là hỏi ăn cơm. Hay là hỏi em đi chơi mình yêu có vui không nhỉ? Vô duyên quá. Ấy, đây rồi. Úi giời ơi, đấy làm sao em thể cưỡng lại được sức hút của anh chứ? Chuyện anh nên làm mà cũng nhờ vậy mà anh có cơ hội nói chuyện cùng em. Được. Biết rồi. Được. Đấy. Hẹn hò được với em ở cà phê rồi. Ngọc tranh xả. Tranh xả là nó thích kiểu bad boy. Bad boy à? Này, hay thôi tôi với bạn đi về đi. Ngứa cả tai. Mất bao nhiêu công đợi từ sáng đến giờ nắng nôi toát mồ hôi như này. Cá thì sắp cắn câu ở nơi rồi. Hay là không thích em Thủy nữa gì? Chứ mà tôi cứ thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Kỳ cái gì mà kỳ? Thế thằng đấy hôm nay nó về đây kiểu gì chả hỏi cưới em Thủy. Bơ ba bơ vẩn. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Tôi hỏi ông nhá, ông có yêu em thật lòng không? Có. Yêu em nó thật lòng thì bây giờ là ông đang bảo vệ cả cái gái làng này rồi. Ông còn muốn cái gì nữa? Sao lại bảo vệ cả cái gái làng mình? Hay như nào? Ngồi hẳn xuống. Đây nhá, ông với cả thằng cha đấy. Nếu mà để yêu em Thủy, ai yêu hơn? Tôi đố thằng đấy yêu Thủy nhiều bằng tôi ấy. Một. Nha. Thằng đấy có bằng tiến sĩ không? Tuổi gì? Nào. Tiếp theo này. Nhà nói nhà ông gần nhà em Thủy hơn. Cái này ông biết ông hỏi tôi làm gì? Thế. Bây giờ nhá, cái gì ông cũng hơn. Thế có phải là ông sẽ lo được cho em Thủy tương lai tốt đẹp hơn không? Thế chả là bảo vệ gái làng, thậm chí danh dự cho cả cái làng này rồi. Hay, ông phân tích quá chuẩn. Chứ gì nữa. Mà thôi nhấc cốp nhanh lên, không hỏng hết vấn đề rồi. Cháu chào bác Phong Hoàn. Lợn ạ. Mày cứ thích xỏ xiên sao? Cháu xỏ xiên đâu, cháu nhìn bác nghe. Chắc bác vừa đi hành nghề về là cùng gì. Tao đi tìm con Thủy. Cháu biết thừa rồi. Em hôm nay chắc đi đón khách VIP cái gì. Khách VIP, chuyện đấy mẹ cũng biết. Chả có gì mà cháu không biết cả. Cái con bé này, sao nó cứ úp mở mở thế nhở? Thôi, kệ nó, cứ ra chợ làm một con gà cho nó chắc. Một con không đủ đâu, cháu nghe nói khách kẻ VIP lắm. Hai con. Này, nghe đâu là cán bộ tỉnh ấy. Không phải nghe, mà chính xác ấy, nó là cán bộ tỉnh, hiểu chưa? Mày chết. Con Thủy nhà tao ấy, mà lấy được thằng đấy, phải nói là oai nhất cái làng này luôn. Mày thấy chưa? Mà hai cái thằng chúng mày đứng đây làm cái gì? Cháu đợi Thủy. Linh tinh. Khách. Cháu đợi khách ạ. Bọn cháu đợi khách. Đợi khách? Thế sao không biết ra quán trong quán cho tao? Thôi, cháu xin bác. Hôm trước tí cháu hốt rồi. Mà nói chung là tao cũng không thể tin hai đứa chúng mày được. Thế nhá, tao đi đây. Vâng, chào bác ạ. Mà quả này có phải gọi là cúc bắt boy luôn chứ nhỉ? Nay mà không đổ với lạ luôn. Là gì đấy nhá? Làm tí mà keo vút tóc. Xôi, keo hết hạn à? Không sao, mà chơi được. Này, tao hỏi tí. Làng mình còn cái đường nào vào nữa không? Lâu tao không về, tao không biết. Lối này là độc đạo duy nhất rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tí thằng kia đến. Đợi mai trái đi qua. Em
Nhung, em Nhung của tao, Nhung của tao kia. Em Thủy của tao. Em. Anh chào em. Anh đợi Nhung ở đây từ sáng. Chào Thủy nha. Chào hai anh. Tôi thì liên quan gì đến anh mà chào? Không liên quan bây giờ, tí nữa liên quan. Đằng nào tên của em chả có trong gia phả nhà anh ấy còn. Anh vẫn chưa bỏ được cái tật nói phét à? Phét đâu. Mà em có biết nhá, hôm nay bọn anh ở đây gì không? Là để bảo vệ gái làng. Bớt trẻ trâu dùm. Bảo vệ gái làng á? Anh thì có cái quái gì mà đòi bảo vệ cái làng? Ok. Thủy. Thủy sao đây? Không. Thôi hai anh về đi. Thời gian rảnh thì tập trung lo cho sự nghiệp. Đừng có đi chơi nữa. Mình về thôi. Kìa. Tao bảo rồi. Tự nhiên bày ra cái trò này. Mày bảo cái gì? Thế mày có muốn mất người yêu không? Thế nhưng mà này, hôm nay tao cũng thấy Thủy lạ lắm. Cứ buồn buồn, xong mắt còn hoen hoen đỏ nữa. Bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào mắt thôi. Chả có chuyện gì. Chả có chuyện gì đâu. Nếu em không chấp nhận hy sinh vì anh cũng không biết làm thế nào cả. Anh có thể cho em một chút thời gian để suy nghĩ được không ạ? Thời gian? 10 năm? 20 năm? Bao giờ em mới thay đổi được suy nghĩ đó? Nhưng mà thôi, chuyện chúng mình, anh nghĩ nên dừng lại ở đây đi. Cứ tiếp tục thế này, chỉ mất thêm thời gian mà thanh xuân của chúng mình thôi. Hôm nay nhà ông có khách quý nên là ông sẽ hóa kiếp cho mày nhá. Ây da. Ây da. Dậy thôi. Ừ vậy. Thuy ra giữ bố cắt tiếp cái. Gọi không nghe. Ê. Đâu gì cơ bố? Khách ấy. Làm gì có khách nào đâu ạ? Thái Bình ấy. Gì có đâu bố. Bố tưởng hôm nay con có khách cơ mà. Con đã bảo gì với bố đâu mà bố bà tưởng. Thế làm bố đi mua gà về để tiếp đãi khách. Giờ lại không bảo gì. Mà này. Đó. Con đang đùa bố đúng không? Nó trốn đâu rồi? Hay chạy đi mua cái gì đấy? Khổ quá, con đã bảo là không có ai rồi mà. Thế hôm nay có chuyện gì mà tự nhiên lại nói chuyện với bố kiểu đấy hả? Ôi, đi vào đặt nước để bố thịt con gà còn tiếp khách chứ. Thôi, bố làm gì làm đi, con thay quần áo ra quán đây. Này! Này nhá, may cho mày đấy, hôm nay không phải là ngày hóa kiếp của mày. Ê trời. À, này, tao cho mày xem cái này. Đấy. Ui. Tao mới tìm được Facebook Thủy. Đấy, mày nhìn là đùi gà. Người đâu mà xinh ngoài đời. Ô. Ai, ai đây? Ai nữa? Thằng người yêu của Thủy. Ôi, mà rồi, đuổi theo thằng kia. Này, thế nhưng sao nó không vào thẳng nhà hẹn ra đây làm gì nhỉ? Rốt thế. Nó phải hẹn nhau ra đây trước, nó khớp lời với nhau. Tí về gặp lão Phong á, nó nói cho luật. À, chưa đó. Thế giờ phải làm gì? Dạy cho nó một bài học. Cụ thể chứ tao nè, không đánh nhau đâu nha, từ bé rồi tao chưa đánh nhau bao giờ. Nói nhiều quá, đưa đồ về đây. Vừa đây. Này. Mày thật kinh à? Để dạy nó xong vào kia nhà nước nuôi à? Thế nhưng mà tao mang mỗi gậy thôi. Yeah. Tao có đây rồi. Một. Ba. Mọi chuyện cũng qua rồi. Thôi, bà đừng buồn nữa. Tôi có buồn đâu. Hay là thế này, tôi để bà đi ăn kem nhá. Đi.
Thả tôi ra. Ôi, giữ nó. Mày im đi. Trò gì đây? Bọn anh vứt rác đấy mà. Rác vào đâu vậy này à? Ủa, mấy cái thể loại này bọn anh coi như rác mà. Bọn anh phải vứt sớm không nó làm ảnh hưởng đến các em. Các anh nghịch quá đấy, mau mở ra đi. Ôi, ai chứ riêng em không được xem. Thả tôi ra, gửi xuống tôi rồi. Ôi chết. Ôi dồi, chết rồi. Con thấy nó mất rồi. Con thấy con này. Sao lại là mày? Ai rồi, chúng mày làm gây sức chậu tôi rồi. Hiểu lầm mà các anh vác người ta đi rồi bị mặt thế kia à? Tôi sẽ báo công an để họ làm tốt chuyện này. Lỗi kỹ thuật mà, chứ bọn anh không có ý gì đâu. Bọn tao xin lỗi nhá, bọn tao hiểu lầm tí tưởng yêu em Thủy. À thế à, vậy là đã rõ. Các anh chặn ở đầu làng từ sáng để bắt người yêu Thủy, nhưng mà là bắt nhầm đúng không? Nếu hôm nay mà là người yêu Thủy thật thì các anh định ném xuống sông à? Hay là đánh cho thân thần ma dài? Ui, bọn anh nào dám. Đúng rồi, anh chỉ định vứt ra khỏi làng cho đỡ ngứa mắt thôi. Nhăn nhó ý thôi. Mà hôm nay mày đi đâu mày ăn mặc nhìn bảnh bao, tóc vuốt vuốt các thứ này. Bọn tao đếch nhận ra phang nhầm rồi phải. À, chắc lại đi tán tỉnh em nào đúng không? Chứ đi tiếp xị sữa hay việc gì mặc đẹp này. Chứ gì nữa. Giờ bài tệ tao. Giờ các anh định đổ trắng thay đen, đổ lỗi cho anh ta nữa à? Thủy, báo công an đi. Tôi sẽ đi theo để làm chứng. Không thể để cái lũ trẻ trâu lại phá làng phá xóm được. Nếu hôm nay mà là người khác thì hậu quả sẽ ra sao? Thôi được rồi, bà bình tĩnh. Các anh lớn rồi mà nghịch mấy trò trẻ con đấy. Nếu hôm nay không gặp bọn em thì bạn của các anh sẽ ra sao? Trước khi làm, các anh có suy nghĩ đến không? Em mới nói đúng rồi đấy. Hai thằng mày lớn đầu, không lo làm ăn thì suốt ngày nghịch dại rồi. Hai mày xin lỗi tao đi. Thì xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Mà thôi Nhung ạ, đừng báo công an em nhé. Bọn anh làm như thế cũng chỉ là muốn tốt cho cái Thủy, giữ cho cái thằng đầu đất này này. Không có lần thứ hai đâu đấy. Alo. Ê, Ngọc à, Ngọc anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu. Hả? Ui giời ơi, hai thằng bỏ mẹ chúng mày. Gì ạ? Em ấy hủy hẹn với tao rồi. Ôi, thế thì giờ chỉ hẹn lại em ấy là xong. Hẹn lại? Các anh muốn hẹn lại là được à? Con gái chúng tôi cũng phải có lòng tự trọng chứ. Tại sao các anh lại tự cho mình cái quyền hẹn với người ta lúc nào cũng được? Thích thì hủy, thích thì yêu, không thích thì chia tay. Vì các anh là con trai à? Hay các anh coi tình cảm của con gái bọn tôi như một trò đùa? Anh xin lỗi. Anh không có ý đó đâu. Còn hai thằng mày nữa, chưa xin lỗi tao đâu vậy? Nãy xin lỗi rồi. Xin lỗi được chưa? Mà khai ra con đấy là con nào? Rồi xong hôm sau bọn tao giúp. Cái gì? Mày giúp á? Mày giúp tao, giúp thằng này á? Thôi tao lại hai bố. Rồi ơi. Giả với cái bạc. Tôi không cần mày giúp, tao khỏe đây.